Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hãy lắng nghe Phật dạy những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của chúng ta. Ba câu chuyện duyên nợ ở đời càng nghe càng thấm. Phật dạy, con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Trong cuộc sống thường ngày có rất nhiều điều khó lòng mà lý giải, như vì sao ở thế gian có đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc nhưng chỉ đùng một cái là chia tay? Vì sao có đôi bạn trẻ yêu nhau rất lâu, khi sắp thành hôn lại bỏ nhau? Đó chẳng phải là duyên nợ đã hết. Vì sao hai người vừa gặp nhau trong giây lát đã tin tưởng và yêu say đắm? Vì sao có đôi vợ chồng, người vợ bị đánh đập, mắng chửi tàn nhẫn nhưng vẫn tận tâm chăm sóc chồng, không bỏ được? Vì sao có người luôn quan tâm lo lắng và hết mực yêu thương người bạn đời hơn cả chính mình? Nghe xong ba câu chuyện về duyên nợ dưới đây, bạn sẽ ngộ ra nhiều điều. Câu chuyện thứ nhất. Có một anh chàng đau khổ vì bị người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta vô cùng chán nản nên tìm lên chùa và hỏi một vị cao tăng đắc đạo. Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác? Thấy vậy, vị cao tăng mỉm cười và cho anh chàng nhìn qua một chiếc gương. Bỗng đâu, trong đó hiện lên hình ảnh một cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều lắc đầu bỏ đi. Chỉ có một anh chàng dừng lại, nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy một cái áo rồi cũng bỏ đi. Mãi sau, có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn cất. Sư thầy nhìn anh chàng và nói, kiếp trước, anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy. Đó chính là chữ nợ. Anh chỉ có chữ duyên mà không có nợ với người con gái ấy. A-di-đà Phật. Phật nói, người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước tới trả ơn cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước tới để đòi món nợ chưa trả. Người con gái ở kiếp này là người tình ở kiếp trước tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này là vợ chồng của kiếp trước tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước tới nhận phần công đức đã phát ra kiếp trước. Đây không phải là mê tín, là nhân quả, là số kiếp. Câu chuyện thứ hai. Đêm khuya, trong một ngôi